đến từ đơn vị quân đội nhân dân. Trên sẽ thi đấu ở góc bài màu xanh là tay đấm Trương Đình Hoàng đại diện cho đoàn Đắk Lắk ở góc đài màu đỏ, và đối thủ của anh võ sĩ Hà Duy Cường đến từ đơn vị quân đội nhân dân sẽ thi đấu ở góc đài màu xanh. Chúng ta tới với những diễn biến đầu tiên. Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất nhanh ngay từ đầu. Diễn biến đầu tiên, sự chủ động của Trương Đình Hoàng. Anh đang là một sĩ có thể hình và xả cầu tốt hơn. Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất nhanh ngay từ đầu. Bóng phản công chủ động của Trương Đình Hoàng tốt tới từ Hà Duy Cường. Anh đang là võ sĩ có thể hình và xả tay tốt hơn. Bóng phản công tốt tới từ Hà Duy Cường. Duy Cường. Lúc này thì Trương Đình Hoàng vẫn đang chú trọng trái tầm xa, cố gắng dùng cái tay trái của Duy Cường áp đặt rất khó tiếp cận, và vừa rồi là một tình huống đánh văng bảo hộ hàng của đối thủ của Trương Đình Hoàng trọng trái tầm xa. Trọng tài Nguyễn Quang Vinh đã phải tạm dừng trận đấu. Rất khó tiếp cận, và vừa rồi là một tình huống đánh văng bảo hộ hàng của đối thủ của Trương Đình Hoàng. Trọng tài Nguyễn Quang Vinh đã phải tạm dừng trận đấu. Một đòn đấm thẳng bằng tay phải rất tốt của Trương Đình Hoàng. Lúc này thì Hà Duy Cường đang bằng tay phải rất tốt của Trương Đình Hoàng. Overhand, những cú đấm vòng ở tầm cao tung về phía tay đấm đến từ Đắk Lắk. Lúc này thì Hà Duy Cường đang cố gắng sử dụng việc duy trì nhiệt độ, cú đấm vòng áp lực tầm cao khiến tung về phía Hà Duy Cường rất khó để cô Đắk Lắk nhiều cơ hội tấn công. Nhưng như vừa rồi là một tình huống duy trì tung bóng phải tốt của Duy Cường khiến Hà Duy Cường tổ hợp đó để thấp vào phần bụng của Trương Đình Hoàng. Và ngay sau đó là vừa rồi móc bằng tay trái tốt của tay phải của Đắk Lắk, Duy Cường thấp vào phần bụng của Trương Đình Hoàng. Và ngay sau đó liên tiếp là hai cú chọc bằng tay trái tốt của Trương Đình Hoàng. Liên tiếp là hai cú chọc bằng tay trái tốt của Trương Đình Hoàng. Bán kết thì Trương Đình Hoàng đã không cần thượng đài khi mà đối thủ Bùi Ngọc Phượng gặp chấn thương và quyết định không tham gia. Ở trận đấu bán kết thì Trương Đình Hoàng đã không cần, và trận chung kết này mới là trận Bùi Ngọc Phượng gặp chấn thương và đầu tiên trận duy nhất của Trương Đình Hoàng ở Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022. Và như vậy là diễn biến của hiệp đấu đầu tiên trận tranh huy chương vàng 75-80kg nam đã khép lại. Và cùng một chờ đợi rằng hai võ sĩ có mang tới những diễn biến chiến thuật của hiệp đã không có được kết quả tốt thì dừng bước ngay ở trận đấu tiên. Bán kết trận đấu hy vọng vàng duy nhất của boxing Đắk Lắk. Và bây giờ thì Trương Đình Hoàng đang muốn tìm lại chung kết ngày hôm nay ở sàn đấu nghiệp dư. Liên tiếp là những cú móc trái tốt của Trương Đình Hoàng. Áp đặt thế trận rất nhanh. Phải nói rằng lực đấm chấm của Trương Đình Hoàng là rất tốt, tuy nhiên rất khó chịu, cũng
phải khen ngợi cho sự lì lợm của Hà Duy Cường. Thêm một tình huống chọc trái tốt nữa của Trương Đình Hoàng. Thêm một tình huống tấn công tốt, khá thoải mái thẳng tay phải nữa đến từ Trương Đình Hoàng. Nỗ lực tấn công bằng đòn overhand tay phải của Hà Duy Cường, ngay lập tức là những cú đáp trả tới từ Trương Đình Hoàng. Liên tiếp là một đòn đấm thẳng tay trái và nối sau là một cú móc phải. Trương Đình Hoàng cũng là niềm hy vọng vàng duy nhất của boxing Đắk Lắk. Và bây giờ là những đòn đấm xúc bằng tay trái kết hợp này với những cú móc phải. Trương Đình Hoàng đang có nhiều lựa chọn tấn công hơn. Và rõ ràng với lợi thế về kinh nghiệm, thể hình thì Trương Đình Hoàng toàn có thể kiểm soát được thế trận vào thời điểm này. Chọc trái của tay đấm sinh năm 1990 rất khó chịu. Hiệp thi đấu thứ hai, xin lỗi các bạn, chỉ còn hơn 20 giây. Và huấn luyện viên Lê Văn Phương ở góc đài của Hà Duy Cường đã ra dấu xin dừng trận đấu. Vậy là một chiến thắng nữa tới cho Trương Đình Hoàng. Đây sẽ là chức vô địch quốc gia thứ 3 liên tiếp của anh kể từ năm 2020 tới nay. Và sẽ là chiếc huy chương vàng thứ 13, huy chương vàng quốc gia thứ 13 trong sự nghiệp. Kiểm soát được thế trận vào thời điểm này, không có đối thủ. Đó có thể là cụm từ để miêu tả về sự nghiệp thi đấu quốc nội của Trương Đình Hoàng khi anh đã liên tiếp đánh bại mọi đối thủ ở hạng cân 80-81 kg. Xin chúc mừng chiến thắng của Trương Đình Hoàng. Có thể thấy niềm hạnh phúc của tay đấm đến từ Đắk Lắk sau trận đấu ngày hôm nay. Viên Lê Văn Phương và góc đài của Hà Duy Cường đã ra dấu khen ngợi trận đấu, sự lì lợm của Hà Duy Cường. Vậy là rất cố gắng những nữa tới cho Trương Đình Hoàng vì yếu tố an toàn sẽ ra chức vô địch viên ra quyết định xin dừng trận đấu thứ 3 liên tiếp của anh kể từ năm 2020 tới nay. Chúng ta chỉ còn một cuộc so tài và sẽ nữa trong đêm trong ngày thi đấu chung kết hôm nay. Huy chương vàng trận chung kết 80-86 kg giữa 13 trong sự nghiệp của Bắc Ninh và lại Tiến Thịnh của thành phố Hồ Chí Minh. Không có đối thủ.